Nhòn đâu? Hả? Dạ, cú sút trái phá này chắc là của cậu nhà đấy à. Hây cha, thằng bé khỏe dễ sợ, mọi người thấy không? Cậu nhà khỏe dễ sợ. Thích đá bóng thì ra chỗ khác mà đá. Cha cho con lên đâu? Ta cấm chúng mày nghĩ đến lên trên đó, rõ chưa? Hả? Trời, dưới này chật bỏ sử. À, giỏi nhỉ, dám chê đất này chật hứ. Nhái sinh, cậu có muốn lên trên đó cùng tớ không? Chịu thôi, thế cậu không sợ anh Gọc à? Cậu nhìn xem kìa. Trời ơi, đẹp quá. À, hay là tớ lên đó mang xuống cho nhái sinh nhá. Con này có lửa đấy. Để tớ đi báo cho anh Cực. Đừng. Cứu, cứu với. Cái con có lửa đâu rồi? Cái con có lửa đâu rồi? Lúc nãy nó yếu lắm, không biết sao tự nhiên bay lên được. Ta cấm bọn bay lên mặt đất và không cho ai xuống đáy giếng này. Đứa nào biết mà không báo, đừng trách ta độc ác. Trời, nằm trong cái miệng của cậu thơm quá. Tớ trốn đánh răng cả tuần nay rồi. Tại sao cậu lại cứu tớ? Cậu không sợ tớ có lửa trong người sao? Tớ sợ... sợ... muốn tè dần luôn. Tớ là đất đó, còn cậu tên gì? Tớ là nhái bén. Khi nào cậu lên mặt đất, nhớ qua cánh đồng hoa cải vàng nhá. Tớ sẽ đãi cậu một chậu trái cây lên men. Trái cây lên men? Nó là gì vậy? Ngon tuyệt vời, cậu không biết thật sao? Uống vào thì người đang quay quay như thế. Ê, này đi, này. Còn cậu biết phát sóng thế này, ở đây nguy hiểm lắm. Sao cậu nhát gan thế? Chết cho đùa. Thôi, cậu đi đi. Cảm ơn cậu đã cứu mạng. Tớ đợi cậu đây, nhái bé. Gương anh khó chịu quá. Chán quá. À,
quả bóng của em. Giả đây, giả em đây. Đây, thích đá bóng thì đi chỗ khác mà đá nhá. Anh bé làm gì trong đấy thế? Thế còn em, ra đây làm gì? Em đi tìm chỗ nào rộng rộng để đá bóng. Hay là mình thử. Cha em nói trên đấy toàn những con vật to tướng, vượt sắc như dao, răng nhọn như đinh, cắn mình một phát là tiêu. Thôi đi, ông ấy đã lên mặt đất đâu mà biết. Nếu anh lên thì cho em đi với. Bây giờ thì chưa được. Cái dây này anh làm từ khi nào vậy hả? Khẽ thôi. Đây là cả một công trình bí mật đấy. Hết dây rồi, giờ thì ta phải vận nội công, bám vào vách đá và leo lên thôi. Em mỏi quá, không leo tiếp được đâu. Các cậu ở đâu tới? Dòng các cậu lạ lắm. Chúng tớ ở đáy giếng mới leo lên đây. Thấy trên này đẹp quá các cậu nhở. Thảo nào ra các cậu tay tái, chắc lại thiếu canxi nữa rồi. Thử làm theo bạn tớ nhá. Nhảy tiếp đi bạn mập. Các cậu ở dưới giếng lâu ngày nên mới thế, lên đây vài ngày là nhảy được như bọn tớ thôi mà. Mignon. Mát quá. Nó đây rồi. Nhanh lên nào. Nó đây rồi. Quả bóng lửa trốn đi đâu mất rồi anh bé ơi. Lạ nhở, vừa nhìn thấy nó chui xuống đây mà. Dễ chịu quá anh ạ. Đây đúng là thiên đường đấy. Đom Đóm ơi, bạn ở đâu? Đom Đóm ơi, bạn ở đâu? Ngài Bén, là Ngài Bén phải không? Ôi Đom Đóm, chào đúng là bạn rồi. Tớ đợi các cậu ở đây mãi. Đây là Mignon. Bạn chính là Đom Đóm phải không?
Chào Mi Nhơn. Chào Mi Nhơn. Chào mừng hai bạn đã có mặt tại đây. Yeah! 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 Wow! Ngài uống bát nước cho hạ hỏa. Anh Bén, hình như là tiếng cha em gọi. Chẳng biết nhái sinh và mọi người ở dưới giếng giờ thế nào nhở. Em muốn về nhà. Nhớ nhà chứ gì. Trên này thích thật, nhưng em vẫn nhớ nhà nhớ cha. Hai bạn có thể quay về nhà nếu mang quà về cho mọi người nhé. Cảm ơn bạn, bọn tôi đã có một ngày thật tuyệt vời, đáng nhớ. Hẹn gặp lại bạn. Hey. Hey. Yeah. Chờ em với. Yo. Leo. Leo. Cha. Cấm bộ. Tống thằng nhái bén vào bụng, ngày mai xử. Thằng Mi Nhon do nghe theo lời lôi kéo suối bậy. Từ từ rồi tính nhá. Đi đâu thế? Dạ, con đi vệ sinh ạ. Giỏi nhỉ? Cái gì kia? Đưa cho ta, nhanh! Ngon tuyệt. Thơm quá. Chẳng còn giọt nào. Một, hai, ba. Đi ngủ. Đi ngủ. Say quá đấy mà. Anh Bén đỡ này. Nhân cơ hội này, các bạn theo tôi lên trên mặt đất. Trên mặt đất vui lắm, thật đấy. Thật thế sao? Các cậu kể cho bọn tớ xem nào. Châu chấu sấy khô đấy, thơm ngon lắm. Đây, tớ tặng cậu. Cha ơi, đẹp quá. Lạ nhở, bác Ách già đâu rồi? Ở trên đó không khí trong lành, bầu trời rộng lớn, cây cỏ xanh tươi và có nhiều bạn mới. Thank you.
trên đó rộng rãi, tha hồ mà đá bóng. Ở đây chật chội, toàn va đầu vào nhau thôi. Tôi là muốn lên trên đó để được ăn cái món món châu chấu thỏa thích và nhảy những bước thật dài ấy. Tôi cũng muốn đến cánh đồng hoa cải để xem vũ điệu ánh sáng, nhưng tôi sợ ếch gộc lắm. Ếch gộc còn đang ngủ say, chúng ta phải trốn nhanh lên. Mọi người lên hết, cha em cũng phải theo lên thôi. Mi Nho nói thế, chúng mình cứ liều một phen. Nhưng lên bằng cách nào? Nào các bạn, từng người bám vào dây gầu leo lên. Còn thiếu ai nữa không? Còn chờ lão mới. Chúng bay đâu hết cả rồi. Chúng bay đâu hết cả rồi. Bọn này láo thật. Bay đâu? Lên bắt chúng nó hết cho ta. Cha ơi, lên đây tắm mưa thích lắm. Xuống mau con ơi, trên đây sấm chớp nguy hiểm lắm. Nhưng thương bác lắm cha, cha lên đây với con đi. Lên đi cha. Không, xuống đây con. Con của ta ơi.